Chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông đã bàn giao chức trách Bí thư Đảng ủy và các mặt hoạt động công tác Đảng cho Trung tướng Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phụ trách. Bàn giao chức trách Chính ủy và các mặt hoạt động công tác chính trị cho Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu phụ trách, đề nghị trời hưu theo quyết định của trên. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu thời gian qua, trong đó có vai trò quan trọng của Trung tướng Dương Đình Thông. Trong suốt quá trình công tác, Trung tướng Dương Đình Thông luôn là hạt nhân đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy gần gũi, sâu sát bộ đội, khơi dậy và phát huy được sức mạnh của tập thể, bảo đảm cho lực lượng vũ trang quân khu luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cần phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là xung kích nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Các đồng chí làm thật tốt công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ chiến sĩ của quân khu để chúng ta thấu suốt nhiệm vụ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong cán bộ chiến sĩ, phải làm cho cán bộ chiến sĩ hiểu, thấy rõ mục tiêu, lý tưởng và khát vọng phấn đấu để xây dựng đơn vị. Lợi ích của mỗi con người, mỗi cán bộ chiến sĩ trong quân khu chính là lợi ích vì quân đội, vì xây dựng quân khu. Phải nghĩ đến cái đó, phải quán triệt tinh thần này mới được. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng lưu ý, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy quân khu phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, coi đây là chìa khóa để soi đường trong mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, cần có biện pháp cụ thể, phát huy tiện ích không gian mạng để kịp thời lan tỏa hơn nữa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ nói chung và lực lượng vũ trang quân khu nói riêng đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước.